Lộc xin chào tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay thì Lộc sẽ quay lễ Phật đản tại chùa Long Sơn ở tại thành phố Nha Trang để mọi người cùng xem nha. Tại là sáng hôm nay người dân đi chùa rất là đông luôn mọi người. Đường phố Nha Trang sáng nay rất là đông luôn. Nói chung là khách du lịch đi đến du lịch tại chùa Long Sơn để dự lễ Phật đản mọi người. Rồi bây giờ Lộc mời tất cả mọi người cùng đi vào tham quan chùa Long Sơn và dự lễ Phật đản cùng với Lộc ha. Ở phía trước hiện tại là rất là đông luôn mọi người. Đây là quay đường phố phía trước chỗ chùa Long Sơn để mọi người cùng xem nè. Hiện tại là khách du lịch này 51 Sài Gòn mọi người. Đang ra du lịch chùa Long Sơn nè. Nói chung là mùa này Nha Trang rất là đông vui và nhộn nhịp luôn mọi người. Đường phố Nha Trang sáng nay. Rồi bây giờ Lộc mời tất cả mọi người cùng đi vào chùa Long Sơn để dự lễ Phật đản cùng với Lộc ha. Mọi người xem nè, đường đi vào chùa Long Sơn sáng nay rất là đông luôn. Chung là chùa Long Sơn là chùa lớn mọi người. Đây là cái chùa nổi tiếng tại thành phố Nha Trang á, nên khách du lịch thường đến chùa Long Sơn để thắp nhang rất là đông luôn mọi người. Thì hôm nay cũng là ngày lễ Phật đản á, nên khách thập phương và khách du lịch về chùa Long Sơn đông lắm. Bây giờ thì Lập sẽ đi vào quay cho mọi người cùng xem á. Bây giờ sáng là Lộc quay mấy ngôi chùa phía trên chỗ Lộc đó mọi người. Thì bây giờ cũng 9 giờ mấy 10 tiếng rồi. Giờ này cũng nắng lắm mọi người. Nên mọi người xem là khách du lịch sáng nay nè. Rất là hai bên đường có bán đồ ăn và nước uống cho người dân đi mọi người. Đây là khung cảnh ở phía trước chùa Long Sơn. Ở phía trên là pho tượng Phật trắng mọi người, còn gọi là kim thân Phật tổ mọi người. Nắng quá mọi người. Nói chung là mùa này khách du lịch đi đến Nha Trang tham quan đông lắm mọi người. Ở gian bên đây thì người ta có bán những vòng dây chuỗi nè mọi người. Là quay lọc quay cho mọi người cùng xem ha. Wow, bây giờ cũng rất là nắng luôn, rất là mệt luôn mọi người. Bên đây thì người ta bán dân hàng bán dây chuỗi mọi người. Rất là nhiều khách mua đồ luôn. Bây giờ thì Lập sẽ đi quay lối bên đây nha mọi người. Sau đó thì Lập sẽ đi vào bên trong chánh điện chùa Long Sơn để Lập quay cho mọi người cùng xem ha. Giờ rất là nắng luôn. Nói chung là thời tiết Nha Trang mùa này sáng mà nắng mà chiều dở mưa lắm. Hiện tại là ở phía trước khách thập phương và khách du lịch mọi người đến lạy Phật phía trước chùa Long Sơn rất là đông luôn. Chung là sáng hôm nay là ngày lễ Phật đản nên chú Lộc người ta đi chùa đông lắm mọi người. Lộc quay tổng quan ngôi chùa Long Sơn để mọi người cùng xem ha. Tại vì sáng hôm nay thì Lộc quay những ngôi chùa mọi người nên chùa là cúng sớm hết rồi mọi người. 7-8 giờ là chùa cúng rồi. Dân đi thắp hương rất là đông luôn, ngay ngút của nhang luôn mọi người.
chùa phía trước thì có cắm hoa rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ thì Lập sẽ đi vào bên trong chánh điện chùa Lâm Sơn để là quay cho mình cùng xem ha. Đây là khung cảnh ở phía trước chùa Lâm Sơn, kính mừng đại lễ Phật Đản. Lập sẽ đi lên quay lối ở đây nha mọi người. Chung là chùa Lâm Sơn là chùa lớn mọi người, nên khách du lịch đến chùa này đông lắm. Ngày mùng 1 và ngày rằm đó mọi người. Đó, đây là người dân cũng đang đứng phía trước. Phía trước để cầu xin. Rất là nắng luôn rồi. Rất là mệt luôn. Rồi bây giờ Lập sẽ đi vào bên trong cái điện để là quay cho mình cùng xem ha. Rồi sáng hôm nay rất là nắng luôn rồi. Hiện tại Lập đang đổ mồ hôi như tắm luôn. Tại là bên trong chánh điện rất là đông luôn đó mọi người. Rồi bây giờ mình kéo mọi người cùng đi vào bên trong chánh điện chùa Lâm Sơn để lại Phật cùng Lộc nha. Đây là khung cảnh bên trong chùa Lâm Sơn, gọi là chùa Phật Trắng mọi người. Dần đây Phật rất là đông luôn. Và tất cả mọi người, bây giờ thì Lập sẽ đứng ở phía giữa để Lập quay bên trong chánh điện chùa Lâm Sơn để mọi người cùng xem ha. Rồi, lúc mà tất cả mọi người cùng đi Phật nha. Này là Phật Đản mọi người. Đây là bên trong chánh điện chùa Lâm Sơn. Bên trong chánh điện chùa Lâm Sơn rất là đẹp luôn mọi người. Chung là thầy mới vừa cúng xong rồi sáng á mọi người, nên bây giờ thì đỡ cho khách thập phương để đến đỡ lạy mọi người. Thì hôm nay ngày lễ Phật Đản thì Lộc cũng kính chúc mọi người người vạn sự bình an ha. Bây giờ thì Lập sẽ đi lui ra lại phía trước cho mọi người để cho những khách thập phương đến lại mọi người. Tại là bên trong chánh điện rất là đông luôn. Đó, để cho tất cả các thập phương để lại Phật mọi người. Tại vì chùa Lâm Sơn là chùa lớn nên khách du lịch lui tới nhiều lắm. Và khách ở Nha Trang mọi người. Quay lại bên trong chánh điện một lần nữa, sau đó thì Lập sẽ lui ra lại phía trước nha mọi người. Rồi bây giờ thì Lập sẽ đi lui ra lại phía trước nha. Wow, ở bên trong chùa có một chậu hoa, hai chậu hoa lan rất đẹp luôn mọi người. Đây về bên trong chánh điện hơi tối, cái gì mình thông cảm ha. Bây giờ thì Lập sẽ đi ra lại phía trước nha.
Thì hai bên chỗ đường đi lên chùa Lâm Sơn mọi người thì sẽ có hai ngày hộ pháp giữa cửa Phật. Đây là một ngày hộ pháp. Đây là một vị hộ pháp. Đấy. Quay này sáng giờ hả? Dạ em sáng giờ em quay bên trên miếu Quan Thánh với lại em quay chùa Diên Thọ. Dạ, xíu nữa em về em quay về chùa Vĩnh Thọ em quay tiếp. Dạ chùa đấy cũng quay mà. Dạ chùa đấy em quay rồi. Ở bên kia là thờ một vị hộ pháp đó mọi người. Bên kia là lịch sử chùa Long Sơn. Bây giờ thầy Lập sẽ đi xuống lại phía dưới nha. Chung là bữa nay ngày lễ Phật đản mọi người nên chùa nào cũng cúng rất là đông luôn. Nói chung là Phật tử về chùa đông lắm. Wow, bây giờ thầy Lập sẽ đi ra lại phía trước. Chung là bây giờ thời tiết ở Nha Trang rất là nóng luôn mọi người. Đây là khung cảnh ở phía trước chùa Lâm Sơn. Đây người ta cũng bị ba lốm ở đây mọi người. Wow. Bây giờ trời cũng nắng lắm á mọi người. Lộc cũng quay tranh thủ cho nhanh, Lộc còn quay những ngôi chùa khác nữa. Áo của Lộc hiện tại đang đổ mồ tơ mồ hôi mọi người. Như tắm luôn. Ở bên đây thì người ta cũng bán rất là nhiều quà lưu niệm đó mọi người. Bán nước và quà lưu niệm. Nè bán cái bán dây chuỗi nè mà mũ nè. Bán rất là nhiều đồ luôn. Đây là Lập thì những người đi chùa Lâm Sơn thì gửi xe phía trước đây nè. Còn mọi người đi khách xe du lịch thì xe du lịch ở dựng phía trước đó mọi người. Xe thầy Lộc dựng đây. Lộc sẽ đứng đây, Lộc có quay tổng quan lại cho một lần nữa để mọi người cùng xem ha. Ở phía trên kia là pho tượng Phật trắng mọi người và gọi là kim thân Phật tổ á. Lúc trước thầy Lộc có quay phía trên đó rồi, hôm nay là Phật đản thì Lộc có quay ở phía dưới thôi mọi người. Rồi bây giờ thầy Lộc cũng xin kết thúc video nha mọi người. Mọi người yêu mến kênh của Lộc thì đăng ký kênh và theo dõi những video mới nhất từ kênh của Lộc nha. Xin chào tất cả mọi người nha.